Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Tại sao loài rồng lửa của các ngươi lại độc ác đến như vậy? Các ngươi không sợ thần linh trừng trị hay sao? Thần linh à? Bọn ta chính là thần ở thế giới Pokemon này. Và các ngươi sẽ là con mồi cống hiến để bọn ta ăn thịt. Không, không, có ai cứu ta không? Cứu ta không? Ngươi là lớn lên, là lớn lên. Dù có thần biển cả xuất hiện cũng không cứu được ngươi đâu. Ồn ào quá à, khiến mình khó chịu. Phải ra ngoài xem thử coi có chuyện gì. Có một con rồng lửa đang giết một Pokemon yếu đuối tội nghiệp. Đây, dừng lại, dừng lại. Tại sao ngươi lại tàn độc đến như thế? Cái gì? Kể nhiều chuyện nào đây? Ngươi là Pokemon gì thế? Ngươi xuất hiện ở đâu vậy? Nhưng cũng không quan trọng. Ta ăn thịt nó, ngươi sẽ ăn thịt luôn ngươi. Mẹ kiếp, mày dám tấn công chúa tể rồng lửa như tao đây à? Mặc dù ta mới nở thôi, ta còn chưa biết giới tính của mình là đực hay cái hay là bê đê nữa. Nhưng ta thấy chuyện bất bình, ta ra tay ứng cứu. Được, hào án. Mẹ kiếp, vậy thì tao sẽ ăn thịt mày trước. Hả? Không thể nào. Tao không thể thua mày được. Có lẽ mày là Pokemon thần biển cả. Hay quá. Chúa tể Pokemon rồng đã chết rồi. Cảm ơn ân nhân. Nhưng ngài chỉ vừa mới nở thôi đã đánh bại nó. Không lẽ thì đúng là thần? Không phải đâu. Ta chỉ là một sinh vật bình thường mà thôi. Chào các bạn. Hôm nay tôi là một Pokemon thần bí kỳ lạ. Tôi đã tồn tại dưới dạng một quả trứng từ mấy trăm năm và cứ lên đên trên biển đại dương. Tuy nhiên hôm nay tôi vô tình bị giạt vào trong một đất liền và nghe thấy tiếng cầu cứu. Thế là tôi quyết định đập vỡ vỏ trứng của mình và chui ra ngoài, cứu được sinh vật đó. Nhưng tính tình tôi vô cùng nhút nhát. Sau khi cứu thì tôi không muốn ai biết về tung tích cũng như nguồn sức mạnh bí ẩn của mình. Tôi nhanh chóng chuồn đi mất. Và lại một khoảng thời gian dài tôi lên đên trên biển rồi. Hôm nay tôi muốn khám phá đất liền ở vùng đất này. Chạy mãi thì tôi có đụng độ với loài rết khổng lồ. Nhưng bọn chúng cũng không phải là đối thủ của tôi. Và kết quả bọn chúng lại biến thành con mồi của tôi. Tiếp tục đi thì đột nhiên tôi thấy được một cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Rất nhiều Pokemon cũng đang tập trung tại đây. Và rồi có một Pokemon trong số đó tự gọi bản thân hắn là thần biển cả. Này, muốn gặp được thần biến cả để cầu nguyện thì ngươi phải xếp hàng ra đằng sau đi. Không thể nào. Ta đã lên đên trên biển từ rất lâu nhưng không thấy Pokemon thần biến cả đâu cả. Cái gì? Người bé tiểu tiểu mà sao bốc phét dữ vậy? Thần biến cả là vị thần tối cao. Ngày ấy đã xuất hiện để ban điều ước cho chúng ta. Nếu ngươi không tin, ngươi đi chỗ khác đi. Hả? Ngươi chạy đi đâu vậy? Cái gì? Ngươi có 10 con vợ rồi, bây giờ ngươi ước thêm một con nữa à? Được rồi, vậy thì hãy đưa cho ta 2 viên đá tiến hóa, ta sẽ thực hiện lời ước của ngươi. Ta chết tiệt, ngươi không phải là Pokemon thần biến cả. Ngươi lừa dối tất cả những Pokemon nữa đi. Đi, sao ngươi dám xúc phạm thần biến cả chứ? Còn chừng ngày ấy trừng phạt ngươi bây giờ. Mọi người, không có thần biến cả đâu cả. Còn tên này chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi. Tin tôi đi, tôi sẽ lột mặt nạ hắn xuống cho các bạn xem. Chết tiệt, ngươi dám xúc phạm cả thần linh của ta đi. Được lắm, ta sẽ nguyên rủa trừng phạt ngươi. Khi nhìn thấy có kẻ xấu lạm dụng danh tiếng của biển cả để làm chuyện sàm bậy, tôi không thể nào đứng nhìn. Đồng thời biển cả đã sinh ra tôi. Tôi không cho kẻ nào xúc phạm tới nơi linh thiêng đó. Sau khi giết chết được kẻ mạo danh thì trong người hắn rớt ra một viên đá tiến hóa. Và viên đá tiến hóa đụng vào người của tôi, khiến người tôi thay đổi. Quỷ thần thiên địa ơi, thứ nhỏ bé đó có thể giết chết được thần biển cả của chúng ta. Mọi người hãy bình tĩnh đi. Tôi đã nói rồi, tên đó hắn chỉ giả mạo mà thôi. Hắn không phải là Pokemon thần biển cả đâu. Tin tôi đi. Mau, vây bắt cái thứ kỳ lạ này lại. Bắt hắn phải đền đá tiến hóa cho chúng ta. Chúng ta đã nộp đá tiến hóa cho thần biển cả rồi mà chưa cầu ước được gì cả. Tôi không phải
vì sợ tất cả Pokemon ở đây, mà là tôi không muốn sát hại sinh vật vô tội. Thế là tôi cũng nhanh chóng chạy ra lại biển và lặn xuống dưới nước. Hy vọng sau này bọn chúng sẽ hiểu được những việc làm của tôi, rằng trên đời này sẽ chẳng có Pokemon thần biển cả nào cả. Cứu chúng tôi với! Cứu chúng tôi với! Nóng quá! Nóng quá! Pokemon thần biển cả này đang ở đâu? Hãy tới đây cứu chúng tôi! Hả? Hả? Có chuyện gì xảy ra ở nơi này vậy? Trời đất ơi! Sao nhiều Pokemon chết vô tội thế này? Nóng quá! Nóng quá! Thần biển cả ơi! Thần biển cả ơi! Hãy cứu chúng tôi! Hãy cứu chúng tôi! Ngày cuối cùng cũng đã tới rồi. Không, không, ta không phải là thần biển cả. Ta chỉ là một sinh vật Pokemon kỳ bí mà thôi. Nhưng rốt cuộc này có chuyện gì vậy? Là lũ Pokemon rồng lửa độc ác. Bọn chúng độc ác đến mức độ thần biển cả tức giận đã trừng trị thủ lĩnh của bọn chúng, khiến cho hắn chết một cách rất khó coi. Thế là bầy đàn lũ rồng lửa muốn báo thù thần biển cả, nên đã tàn sát rất nhiều Pokemon vô tội. Bọn chúng muốn chi vết thần biến cả bằng được. Bọn chúng giờ ở đâu? Bọn chúng giờ ở đâu? Thì ra cái con rồng màu xanh dương đó là thủ lĩnh của bầy rồng lửa. Thật không ngờ mình giết chết hắn, anh gây ra một cuộc thảm họa như thế này. Không được, mình phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, ngăn chặn bọn rồng lửa đó lại. Nhanh lên, nhanh lên, tụi mày đốt cháy cả khu rừng này cũng được. Phải tìm ra dấu vết của tinh thần mỹ cả đó cho ta. Ta phải báo thù cho thủ lĩnh. Bọn chúng kia rồi. Hãy dừng hành động độc ác của các ngươi lại. Chỉ tại vì các ngươi tàn sát những Pokemon vô tội nên các ngươi phải nhận hậu quả như thế mà thôi. Chết tiệt, con Pokemon này sao ngươi kỳ lạ quá vậy? Ngươi có biết thần mỹ cả đang ở đâu hay không? Nếu không ta sẽ đốt cháy ngươi đó. Hả? Thế là tôi một mình lao thẳng vào trung tâm của lũ rồng lửa đang lùng tục thần biển cả. Tôi cũng đã la lớn với bọn chúng, không có thần biển cả nào cả, và thủ lĩnh của bọn chúng chính là tôi đã giết chết lúc tôi chưa còn tiến hóa. Nhưng dường như có vẻ như bọn chúng không hề tin và rất khinh thường, bởi vì hình dạng của tôi rất là lố bịch, cũng giống như thủ lĩnh của bọn chúng vậy, khinh thường một cách thái quá. Nhưng khi thấy tôi tấn công và tiêu diệt một số thành viên của rồng lửa, bọn chúng bắt đầu sợ hãi tôi. Lúc này một số con rồng thủ lĩnh khác cũng bắt đầu lộ diện. Cái gì? Nó chính là kẻ đã giết chết thủ lĩnh của chúng ta hay sao? Sao nhìn nó y chang như cái hồn mất di động vậy? Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Mày kiếp, vậy thì hãy thiêu đốt nó luôn đi. Rất nhiều con Pokemon rồng lửa dạng Mega bắt đầu đốt vào người của tôi. Lửa của bọn chúng khiến tôi vô cùng khó chịu, càng ngày càng nóng, cơ thể tôi sắp không sống rồi. Nhưng lúc này, một tiếng gầm lớn trong người của tôi đã tỏ ra một sức mạnh thần bí, và sức mạnh này lại làm người tôi tiến hóa. Không cần tới đá, nhưng người của tôi vẫn trở nên to lớn. Tôi còn dang đôi cánh thật rộng và bay lên trên bầu trời. Chết tiệt! Chúng ta để cho có một cái món thần bí cả nó tiến hóa thành dạng mạnh nhất rồi. Không hay rồi, mau tập trung lại. Chúng ta dùng số lượng thiêu đốt nó báo thù cho thủ lĩnh của chúng ta. Đến bây giờ mà các ngươi vẫn cứng đầu như vậy à? Các ngươi vẫn bảo vệ cho hành động sai trái mà các ngươi cùng với thủ lĩnh của các ngươi đã gây ra tại nơi đây. Nó mạnh quá. Một cái món thần bí cả không hề đơn giản. Mau, chúng ta tập trung số lượng lại, liều mạng giết bằng được nó. Trước những việc làm ích kỷ và sự cứng đầu của loài Pokemon rồng lửa này, tôi đã sử dụng toàn bộ sức mạnh hiện tại của mình tấn công bọn chúng. Tôi đóng băng, thổi bay và khống chế tất cả bọn chúng, khiến cho bọn chúng không hề cử động và vô cùng đau đớn trong cơ thể của mình. Không hay rồi, chạy đi. Thằng biến cả, hãy tha cho loài Pokemon rồng lửa của chúng tôi biết sai rồi. Vậy được, nếu các người còn lộng hành, còn tàn độc, bắt và giết những sinh vật Pokemon yếu đuối khác để ăn thịt, đừng trách ta sẽ từ đại dương to lớn đến đây và trừng phạt các ngươi như thế này một lần nữa. Chúng ta biết rồi, vậy là
tôi cũng đã giải quyết xong mọi chuyện một cách êm đềm. Tuy nhiên thì tất cả những Pokemon tại thế giới này đều gọi tôi là thần biển cả. Vậy liệu điều đó có đúng sự thật? Tôi thật sự có phải là một Pokemon thần thánh mà do biển cả sinh ra hay không? Hay tôi cũng có cha, có mẹ? Điều đó thật là bí ẩn. Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu được.